Hí. Hello ông Dượng nè. Ông chào ông Dượng. Bảo. Rồi. Rồi bên đây là núi nè. Phía sau là núi nè cả nhà ơi. Rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị ra xe. Xe chung chuyển cuối cùng á. Xe chung chuyển cuối cùng. Đấy, đi không? Xe chung chuyển cuối cùng bảy tắc lắm nha. Từ từ em chém lại chiếc cho nó mệt. Đó, để cho người ta lên rồi đó. Ai có lên em trước đi. Đừng đưa ai sát bạn. Chị ngồi dưới đó đi chị. Xanh đông luôn.
bánh này là bánh cấm qua mặt mà. Chảy là không có ăn nha. Cắt về là được nồi rưỡi rồi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Trang lại anh ơi. Rồi ăn bún riêu xong, bây giờ mình ghé chợ Công Đảo đang mua đồ tắm nha các bạn. Rồi ra ra mình nướng. Còn đây là cửa hàng bán đồ tắm. Gia đình mình vô mua đồ tắm. Rồi không. Còn mai có mua không? Không, có mai mặc quần tà lọt ở nhà. Còn mai có mua rồi.
Đây, cháu rể mua chưa, lựa chưa? Đoàn mình ghé bảo tàng Côn Đảo nè. Chào cả nhà, mình tới bảo tàng Côn Đảo rồi để tham quan. Cái gì? Cái đùm đỉnh. À, cái đùm đỉnh hả? Cái đùm đỉnh. Có đẹp quá vậy ha. Cái này ngứa lắm nha, cái hộp ngứa lắm. Vậy hả? Dạ. Ngứa lắm. Sao nó ngứa? Sao tới. Nếu mà không ngứa là con nên nướng này. Nướng. À, cái lông nó đang làm cho mình ngứa. Trời ơi, trời đẹp á. Cái này cũng cổ dữ rồi. Cổ. Mà đó giờ mình cũng mới thấy cái trái nó.